Thưa quý vị, SushiSwap là một nền tảng tài chính được ra đời trong xu thế các nền tảng tài chính đang mọc lên như nấm sau mưa. Lúc này, Uniswap đang khẳng định vị thế của mình là một trong những giao thức DeFi cốt lõi. Tuy nhiên, người dùng không có nhiều tiếng nói về hướng phát triển của nó. SushiSwap là một nhánh của Uniswap hiện đang chiếm lĩnh thị trường một cách nhanh chóng. Cùng KTV tìm hiểu về SushiSwap và SushiToken trong video này. Phần cuối video, tôi sẽ sử dụng sàn giao dịch SushiSwap để hoán đổi các token. SushiSwap là sàn giao dịch tiền điện tử không tập trung, được xây dựng dựa trên chuỗi khối Ethereum. Hiện nay, SushiSwap đã mở rộng thêm các mạng lưới như Polygon, Arbitrum, Avalanche, BLB Chain, Phantom, Harmony. SushiSwap được tạo ra với mục đích cải tiến cho nền tảng Uniswap, nền tảng đang phổ biến trên thị trường tiền điện tử hiện nay. Về hình thức hay chức năng thì SushiSwap đều cơ bản giống với Uniswap và được coi như là phiên bản fork của Uniswap. Đây là một giao thức chuyên trao đổi phi tập trung trên nền tảng blockchain Ethereum và không sử dụng sổ lệnh. Nền tảng này sử dụng mô hình Automated Market Maker tạo thị trường tự động. Các nhà cung cấp thanh khoản sẽ đổ tiền vào nhóm thanh khoản Liquidity Pool và các trader có thể giao dịch. Theo đó, các nhà cung cấp thanh khoản cũng sẽ nhận được một phần phí giao dịch. Đặc điểm nổi bật của SushiSwap. Đặc điểm thứ nhất đó là sàn giao dịch phi tập trung với cơ chế AMM tương tự với Uniswap. Đặc điểm thứ hai, on-chain. Chương trình incentive thanh khoản cho các dự án đang hợp tác với Sushi. Đặc điểm nổi bật thứ ba, bento box. Vault là nơi chứa thanh khoản của Sushi. Đặc điểm nổi bật thứ tư, Kasi, sản phẩm lending cho vay. Đặc điểm nổi bật thứ năm, Miso, nền tảng IDEO platform giúp các dự án mới gọi vốn phát triển. Đặc điểm nổi bật cuối cùng, Midin, kết nối thanh khoản từ các sàn giao dịch tập trung CEX. Trong tháng 7 năm 2021, kế hoạch nâng cấp AMM lên thành Chiden Pool được Sushi ra mắt với 3 đặc điểm chính. Mũi nhọn thứ nhất, tương thích với Bento Box. Mũi nhọn thứ hai, bao gồm 4 dạng pool khác nhau. Content Product Pool, cấu trúc tương tự với các AMM truyền thống, công thức X nhân Y bằng K. Hybrid Pool, người dùng có khả năng cho vào pool đến tận 32 loại tài sản khác nhau. Cách thức hoạt động giống cơ. Consensus Liquidity Pool, người dùng cung cấp thanh khoản có thể chọn khoảng giá để tập trung thanh khoản ở đó, tương tự Uniswap V3. Weighted Pool, cho phép anh em cung cấp tài sản không theo công thức Y nhân X bằng K, hỗ trợ 8 tài sản tương tự Balancer. Mũi nhọn thứ 3, bằng cách lọc ra những pool phù hợp theo tiêu chí phí gas, trượt giá, vân vân. Routing Engineer mới là tai sẽ giúp người dùng có trải nghiệm mượt mà hơn và giao dịch tiết kiệm hơn trên AMM. Thông tin cơ bản về Sushi Token. Đây là Latex Token trong SushiSwap. Token Sushi được sử dụng với những mục đích Governance. Những người sở hữu Token Sushi có thể bỏ phiếu quyết định cho việc thay đổi hoặc nâng cấp trong giao thức. Revenue Share, 0,25% các khoản phí trong giao dịch pool sẽ được chuyển sang cho các nhà cung cấp thanh khoản. 0,05% được chuyển đổi sang cho người nắm giữ token Sushi. Reward Liquidity Mining, token Sushi cũng được dùng để làm phần thưởng cho những liquidity mining trong một số pool. Tên token Sushi Token, blockchain Ethereum, chuẩn
RC20, tổng cung 250 triệu. Tiếp theo, tôi sẽ sử dụng cái ví Sepo, truy cập địa chỉ sushi.com để hoán đổi các token. Ở đây tôi sẽ sử dụng cái mạng lưới Polygon. Và để quý vị không phải chờ đợi lâu, tôi đã chuẩn bị sẵn Matic để làm phí mạng, cũng như chuẩn bị sẵn USDC để hoán đổi các token. Rồi, tôi sẽ vào DApp trên cái ví Sepo. Tôi sẽ tìm đến cái mạng lưới Polygon. Chọn vào Sushi Swap. Và đây là giao diện hoán đổi các token trên cái sàn Sushi. Ở dòng thứ hai, Sushi, tôi sẽ chọn là USDC. Tôi sẽ đảo USDC lên trên. Tôi sẽ hoán đổi USDC sang Matic. Quý vị có thể hoán đổi bất cứ các token nào mà nó có trong cái danh sách ở đây. Đây là cái biểu tượng cài đặt. Trượt giá mặc định là 0,5, tôi sẽ để nguyên. Rồi, tôi sẽ chọn vào mắc để nhập cái số lượng USDC mà tôi muốn hoán đổi. Và đây là cái thông tin. Một Matic bằng 1,44 USDC giá ở cái thời điểm hiện tại. Khả năng trượt giá ở đây là 0,3%. Rồi, tôi sẽ chọn vào Approve. Chọn vào xác nhận. Rồi, đã up bắt đầu thành công. Quý vị có thể chờ vài giây. Đây là lần đầu tôi swap thì nó sẽ yêu cầu up bắt đầu. Còn những lần sau quý vị swap những cái token mà đã swap lần thứ hai thì sẽ không cần up bắt đầu. Rồi, bây giờ tôi sẽ chọn vào swap. Quý vị có thể kiểm tra lại toàn bộ cái thông tin rồi xác nhận. Rồi, tôi sẽ chọn vào Confirm Swap. Phí ga ở đây tôi sẽ để nguyên, mặc định là trung bình. Hoặc có thể để cao lên. Rồi, chọn vào xác nhận. Xác nhận một lần nữa. Quý vị chờ trong vài giây. Rồi, bây giờ tôi sẽ vào View on X Browser. Rồi, đây là một cái trạng thái giao dịch đã thành công. Tôi sẽ xem là cái phí ga. Phí ga đây là 0.0071 Matic, tương đương với lại 0.01 USD. Rồi, phí rất là thấp. Tôi sẽ back lại. Đó, quý vị có thể kiểm tra lại cái USDC. Nó đã về số 0 rồi đây này. Thì Matic sẽ được hiển thị trên cái ví. Đó.
Rồi, đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay, bổ ích, quý vị đừng quên đăng ký, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn.